20 bài học cuộc sống, ý nghĩa và thiết thực nhất bạn cần phải biết. Bạn bè, đến rồi sẽ đi. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí. Một số người tốt với bạn có vụ lợi. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó dành phần ai. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng nếu bạn không cố gắng. Mỗi người có một quan điểm riêng. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn. Cái gì cũng có hai mặt. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi